ta đây tánh danh Hà Bá. Ụp, ụp, ụp. Sông Sài Gòn ta ngự đã lâu, dưới sông sâu ở dưới con Âu Sầu. Muốn đi dạo khắp miền Sơn Thủy. Ụp, 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 ụp. Ngặt một nỗi muốn đi cho thỏa chí, sợ ở nhà công việc chẳng ai lo, biết gửi ai ghi chép từng giờ, ngày mấy lượt tàu đi rồi tàu đến. Ụp, 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 ụp. Ở trên bến thì ghe thuyền chật ních, khách khắp miền từ châu Mỹ đến châu Âu, họ rủ nhau lũ lượt tới nơi này mà mua bán nào đầu tư các thứ. Ụp, 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 ụp. Đó, công việc của Hà Bá nó bề bộn như vậy đó. Có lúc nào mà được hở tay đâu à. Phải ghi thật rõ ràng từ chuyện bé đến chuyện to, chuyện nhỏ đến chuyện lớn đi chi vậy. Để khi tổng kết cuối năm đó về báo cáo cho Ngọc Hoàng Thượng Đế biết. Ủa, mà nãy giờ nói mà quên thở nữa, cho mình thở miếng coi. Ôi, thở một cái khỏe quá. Mà nghĩ người trần gian này cũng ngộ ghê ha. Ở trên thì có trời, dưới thì có đất, sông thì có Hà Bá mình. Mà thiên với địa thì họ luôn luôn nhắc nhở thờ cúng, còn bá mình thì họ cũng nhắc như vậy. Mà nhắc trong lúc chửi, trong lúc mắng, trong lúc gây lộn. Cũng như bà Tư ở sát mé sông Bình Đông là một cái ví dụ mà gần ở đây nhất nè. Chồng mê vợ bé, đi không có về, rồi gây lộn với chồng rồi cái tự nhiên cái gây cái kỳ cục lắm nè. Thí dụ nha, nghe bà gây này nha. À, ông đi luôn đi. À, ông đi theo con Hà Bá đó đi, ông mê nó lắm mà. Trời ơi, con Hà Bá nó dụ ông mà, con Hà Bá nó đẹp hơn tôi mà, ông chết mê chết mệt với nó mà. Đó vậy đó, coi được không? Trời, Hà Bá mà có dụ ai đâu. Bả làm như Hà Bá mình là BD gì đô. Trời ơi, nên chồng bả mê bá. Trời ơi, tức thiệt á. Chuyến này Hà Bá phải dạo trần gian một chuyến mới được. Bây giờ ta bắt đầu, ta chuẩn bị du hành. Bắt cá ngựa giọt ngay, ngựa giọt ngay, giọt qua các tỉnh xuống tận Hậu Giang, đi ra núi Ngự trở lại đèo Ngang, lang thang ra Hà Nội thẳng vô trong thành phố Vĩnh Long, Châu Đốc khắp mười vùng quê sáng trong muôn màu, ôi cây dừa, ôi rừng dừa của Bến Tre, Trà Vinh lúa xanh mượt mà, ta đi liền nhanh lên đường lòng an ngon. Tạm biệt nha, tạm biệt các binh tôm tướng ca của ta, cho ta gỡ nhà đó nha, tôi chừng ăn trộm ha, nó vô. À, ta đi dài bữa ta về liền nè. Bye bye nha, ta đi đây. Hô cha kia, cha là ai hả? Tôi nói rồi, cần đồng bóng có tôi, cần thầy pháp cuối to, cuối to là có tôi. À, vậy ra đây là thầy pháp đấy ha? Đúng đúng đúng. Gì cười? Trời ơi là trời, mặt như Hà Bá vậy, hô thầy pháp. Thôi nín đi, cười cái gì? Nụ cười không có nội tâm. Bộ cái tướng như vậy làm thầy pháp không được hả? Chứ cái tướng làm sao mới làm thầy pháp? Trời ơi, đây nè, tướng thầy pháp là tướng vậy nè. Tướng như vậy đó hả? Ủa. Trời ơi, cái tướng này đây hả? Trời ơi, cái tướng này mà tướng thầy pháp hay là ba la? Ê, đừng có mà chọc tới thầy nghe, nghe. Chọc tới thầy là kêu bằng thầy thương cái là sình bụng rồi nghe. Tôi biết mà. Tôi biết tài nghệ của thầy ở vùng này, ai mà không biết đến thầy. Ngoài cái tài thư sình bụng ra, thầy còn nhiều tài nữa. Ờ,
Biết vậy tốt à. Ủa, mà ông biết tôi còn tài gì nữa à? Còn chứ, ông còn 10 tài lận nữa. Tài gì? Nói nghe coi. Nghe tài của ông nè. Ừ. Tài ăn là 1, tài giống là 2, tài nhai là 3, tài la là 4, tài trốn là 5, tài nằm là 6, nói láo là 7, hay nhảy là 8, ăn bám là 9, lính quýnh chẳng một chục. Một chục. Hãy cho thằng kia giỏi, cho thằng kia. Thằng này găng thép hay sao mà dám làm tàn. Thằng này da sắt hay sao mà dám nhìn ngang. Nhiều lời anh nói bao hoa động tới ta đây. Ta cho một chưởng là bay, ta cho một đá lòi phèo, cả là nghe đến tên ta là rung. Ê, thôi mày. Bộ Hà Bá nhập mày hay sao mày làm gì mà giật dữ vậy mày? Không phải Hà Bá nhập mà giáp nhập. Thì ghê quá à. Trời ơi, tao nghe tao sợ quá à. Trời ơi, tự nhiên nghe sợ là cái tay nó giật giật vậy đó. Vậy đó con. Nghe tới tên ta là nó phải giật vậy đó. Dạ thưa thầy. Dạ thiệt tình á, nghe quay của thầy á, tay chân tôi nó đều muốn giật. Mà nó muốn giật cho trong mặt thầy á. Thằng này hổn. Tên này dám hổn. Vậy là mi muốn sình bụng phải không? Được. Chổng mắt mà coi ta hành động đi. Hôm nay ta mệt quá. Hôm nay thầy ăn chay. Thầy tha cho mi đó. Mắc cười quá. Thôi đi thầy ba ơi. Cái trò đó đó thầy để thầy vô trong thảo cầm viên á. Thầy đùa với khỉ á. Chứ còn không có đùa với tôi được đâu. Để tôi nhớ coi, để coi thầy cũng có thư sình bụng vậy đó, chứ không phải là không. Nhưng mà thư sình bụng cô Sáu ở Cao Lãnh tới tháng 9, thì thầy thư cô Hai sình bụng tháng 2 ở Tịnh Biên. Rồi mới hôm cái tháng vừa rồi nè, ở Bạc Liêu nè, thầy làm sình bụng một cái cô gái 18 tuổi bị thần kinh đó. Thầy vô thầy chữa bệnh tà, bệnh ma gì đó, thầy làm sao mà sình bụng nhỏ mới 18 tuổi. Đúng không? Ủa trời ơi con, sao con trai này biết hết trơn trời kìa. Bây giờ nghe tôi nói nè. Mỗi nơi thầy tới là thầy đều có một cái tên mới. Có đúng vậy không? Không mà sao Cà Lâm? Cà Lâm là tầng của ta. Ta không có cái tên nào mới hết. Hồi trước tới giờ ta vẫn là thầy ba Chà Là. Tên ta là thầy ba Chà Là. Đã Cà Lâm mà cái môi còn giật giật, ông có thể qua mắt được những người nhẹ dạ. Chứ còn ông không thể nào qua mặt được tôi đâu. Ôi thiện tai mô Phật bon. Đúng là người phàm mắc thiệt. Ông đã nhầm người rồi. Thôi ta phải đi làm việc thiện đây. Ôi Nam Mô A Di Đà Phật, ta thích làm việc thiện quá. Ta không thể ở đây để cãi liếp với ông đâu. Ta đi đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Đứng lại. Thầy ba. Đúng là người trần gian thường nguyền rủa những gì tệ bạc xấu xa như là Hà Bá. Nhưng mà họ đâu ngờ rằng chung quanh họ còn có những hạng người còn kinh tởm, thật là kinh tởm hơn nữa kìa. Ta phải cho ông này biết tay ta mới được. Hô biết. Trường ơi, sao con cãi lời má con đi tắm sông tắm suối làm gì? Để bây giờ cái thằng Hà Bá nó bắt con rồi, con thấy không? Trường ơi, cái thằng cha Hà Bá đây, con tôi nó còn nhỏ dại, nó có làm gì xúc phạm tới ông đâu mà ông bắt nó? Cái đầu lớn mạng ép con nít, giỏi hả? Bắt tao nè. Hả? Con bắt tao đi. Tao già nè, tao già không sợ giáo khoai nè. Bắt con nít làm cái gì? Đồ cái thứ Hà Bá thủy lôi, đồ cái thứ hắc ám, đồ lũ đạn xét. Đồ chúa ơi, con có biết là má thương con lắm không? Chúa ơi. Hồn con linh hiến hai màu đến đây cùng má dán kiến thức các cô già cách đồ ăn má nấu rất dư để trăm
Trời ơi thương quá. Ôi thương biết bao tình nghĩa, tình mẹ thương con thiết như cái đồi cát. Mà sao ai nỡ rẽ chia cách xa người nga, cách chia đôi đường. Ủa, thầy ba, thầy tới hồi nào vậy thầy ba? À, thầy tới từ cái lúc mà con đang khóc than ủ rũ. Trời ơi, thầy ơi, thầy ơi, làm chuột nữa. Thôi. Cái thằng chuột nữa. Thôi, nên, đừng khóc. Đừng sao, sao khóc mặt sao ghê lắm, dơ. Thôi đừng, nên. Thôi đi. Sao? Thôi nín đi sao? Đừng khóc nữa sao? Sao ơi, mọi giọt nước mắt sao rơi như từng cơn mưa tươi vào lòng ba, những giọt sầu ố ẩn. Mệt quá. Trời ơi, chuyện như vậy mà thầy kêu tôi đừng khóc hả? Ý trời ơi, sao đừng kể bên ba, không nói một lời mà rưng nước mắt. Hoàng hôn mà ngơ nghe cành thầu. Thôi đi. Mất hứng à? Thầy nói cái gì kỳ vậy thầy? Đâu có nói gì đâu kỳ. Đã biểu đừng có khóc nữa mà. Không khóc sao được, trời nhưng ơi. Nhưng mà khóc hoài thầy xúc động. Rồi thầy nói bậy bạ không hả? Trời ơi, chắc thầy cũng hiểu hoàn cảnh của tôi trong lúc này chứ. Rất hiểu. Thầy rất hiểu cho cái cảnh mẹ quá con côi. Nên thu thiệt là thầy rất thương. Dạ, thầy thương. Ủa mà thầy thương ai hả? Thì thầy thương cho hoàn cảnh của Sáu chứ thương ai. Dạ, nếu như thầy hiểu được hoàn cảnh của tôi thì tôi mong thầy thương tôi mà tận tình giúp đỡ. Trời ơi, mặt khóc thấy thương gần chết vậy. À, được rồi, yên chí. Thầy đã tới thì phải xong thôi. Thầy nói thiệt nha, nhà nào mà mất mát cái thầy tới cái là phải đổ nát thôi. Vậy vậy hả? Thầy nói gì? Không có. Thầy nói gì thầy nói lỡ tôi nghe coi. Thầy nói lộn. Thầy mà tới là phải đổi khác thôi. Như vậy là đổi khác chứ không phải đổ nát phải không thầy? Đúng. Vậy là cái lỗ tai tôi nó đương xúc đường chỉ. Đúng. Phải đổi khác ngay. Mà đổi khác là sao vậy thầy? Thì có gì đâu. Nếu không bệnh thì mình làm cho bệnh, mà nếu không chết thì mình làm cho chết. Ủa, gì kỳ cục vậy thầy? Ủa, ý lộn nữa. Nửa lộn nữa rồi. Có gì đâu, cái đó là thầy muốn nói đến những ai mà dám cãi lại thầy kìa. Chứ còn đối với Sáu thì... Dạ, thì sao hả thầy? Đối với Sáu thì... Nếu không yêu thì thầy làm cho Sáu phải yêu. Còn nếu chồng chết thì thầy tìm cho chồng khác. Còn... Trời... Dạ... Ôi thầy ơi, thầy thương mà nói vậy chứ tôi bây giờ nó quá đát rồi thầy ơi, đâu có ai thèm thương tôi nữa. Trời ơi, hai cái má ửng hồng rồi thì ghét dễ sợ luôn. Trời ơi, thương chứ sao không thương. Đó là biểu tượng của muốn chồng thành dịch đó thầy ơi. Ý phải tao nói là gái một con ở chồng còn muốn lé. Dạ thầy lộn rồi. Hả? Em tới ba con lận. Hả? Ba con? Dạ. Trời ơi, ba con mà sao cần bá cháy vậy? Đó là tại em tập thể dục thẩm mỹ. Ủa rồi hai đứa kia đâu rồi? Dạ hai đứa lớn nó mất từ khi mới lọt lòng mẹ. Ê cha 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 cha, khó nuôi con dữ ha. Dạ. Mà 6 tuổi gì vậy? Ủa, già rồi đâu có còn cứ hỏi mà thầy hỏi tuổi làm chi? Trời ơi, không phải. Thầy hỏi tuổi đây là để làm thủ tục đầu tiên. Ủa, làm thủ tục mà cũng phải hỏi tuổi nữa hả thầy? Ừ, hỏi chứ. Muốn tìm con thất lạc thì phải biết tên tuổi của con, tên tuổi của mẹ, để thầy nhờ những người khuất mặt khuất mày giúp đỡ. Cùng nơi nơi để đi tìm đi kiếm, kẻ dương gian đã vô tình lạc bước. Không họ tên thì biết đâu mà đăng bài. Nào tên chị hãy mau thường ta rõ, để ghi danh để gửi tiền xuống cho đại kiếm tên họ phát đi tóc hành. À,
cha, ở dưới lúc này có đầy đủ hết trơn hả thầy? Trời, có chứ sao không có. Thế trên này có cái gì kêu dưới họ nhập cái đó hả? Trời ơi, đã quá ta. Mà thầy ơi, bộ thầy xuống dưới rồi hả thầy? Chứ sao mà... Ủa, nói bậy đi, ai xuống dưới hồi nào? Ủa chứ mà thầy chưa xuống mà sao thầy biết rành quá vậy? Nghe người ta nói. Mà người nào nói vậy thầy? Người ta biết đừng trả lời gì trơn. Người nào nói kệ ta, miễn có nghe được rồi, đừng có hỏi dài dòng. Dạ, em biết rồi. Giờ tuổi về, nói. Dạ, em tuổi thân. Trời ơi, tuổi thân. Dạ. Tuổi thân. À, tuổi thân là con rắn. Dạ không, tuổi thân là con khỉ mà thầy. Hay cãi quá. Biết là con khỉ rồi, nhưng mà con khỉ á, nó ở trên cây, con rắn nó cũng ở trên cây, mà cứ đứng eo vậy tôi thấy giống rắn hơn khỉ. Muốn làm khỉ thì phải nhảy cà trọt của làng khỉ. À, được chưa? Dạ. Để coi. Tuổi thân con khỉ ở trên cây. Tuổi thân con khỉ trên cây. Tuổi thân con khỉ trên cây. Truyền qua nhảy lại té xuống sông. Tuổi này năm nay kỵ nước nghe. Dạ như vậy là không được tắm hả thầy? Đúng vậy à. Kỵ nước tất nhiên là không có được đi sông đi biển. Chứ sao không tắm? Hên quá. Trời, không tắm sao chịu nổi bà. Dạ. Nghe tiếp nè. Tuổi thân con khỉ mà năm nay là năm chuột. Tuổi thân thì nó nằm vật cái cung. Dạ cung gì? Để coi. Càng khẩm cấn chấn tống ly không đòi. Đó, tôi nói thiệt cho thầy nghe. Ai mượn tiền thầy mà không trả mà thầy đòi không được thầy kêu tôi. Tôi nói thiệt cho thầy, tôi chơi ráng hết trơn hết trọi á. Tôi đòi 10 ngày mà tôi chửi nó thiệt cho thầy nha. Không có nghỉ, không có ngủ nữa. Ủa gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy bà? Thầy mới nói không đòi nè. Trời đất quỷ thần ơi, làm gì mà cứ đâm hông hoài vậy? Tôi nói đây là tôi nói cung mạng của con người ta. À, càng khảm cấn chấn túng ly khung đòi. Nghe rõ chưa? Đòi thì thầy phải nói đòi. Còn thầy nói đòi tôi tưởng đòi nợ. Ai biết đâu, tôi xin lỗi thầy. Nghe tiếp nè. Dạ. Năm nay là năm con chuột, nằm vào cung ly, mà tuổi thân thì nằm vào cung tốt. Đó. Bởi thế cho nên năm nay thì sáu phải chịu tốn. Nếu không chịu tốn thì phải chịu ly. Mà ly đây tức là ly tan, đã biết chưa? Trời ơi, thầy ơi thầy, bao nhiêu tiền tốn tôi cũng chịu hết trơn á. Miễn sao đừng có ly tan là được rồi thầy ơi. Vậy là biết điều đó. Nếu vậy thì dọn mâm bàn ra đây để cho thầy bắt đầu vào việc. Dạ thầy, chờ em một chút xíu, em dọn rồi em bưng ra liền. Nhanh lên, kẻo chảy là mất linh đó nghe chưa. Rồi chưa, sao lâu quá vậy? Dạ có liền. Dạ có liền đấy thầy ơi. Để đó cho thầy. Dạ. Ủa, sao con gà nhỏ vậy? Trời ơi, 2,8 kg đó thầy ơi, còn nhỏ gì nữa. Nhỏ lắm, không có linh. Mẹ mốt có mua, mới nhớ mua cỡ 4,4 kg hay 4,8 kg gì á nghe. Trời ơi, nếu mà 4,8 kg con gà đâu có, thầy đó ném về mua con ngỗng thì mặn mai ra. Ý, ngỗng là tốt đó. Năm sau mà bún cúng là phải cúng đà điểu à nghe. Dạ, con nghe rồi. Bây giờ ngồi xuống đó đây, im lặng để thầy làm việc. Không có nói gì hết nghe chưa. Dạ, im lặng là mờ ám. Bậy bạ. Dạ, bởi mờ ám nên em phải im lặng. Sao là khấn giới cùng hoàng thiên hậu thổ, khấn giới cùng cứu thiên quyền nữ đệ tử bốn phương âm dương hai cõi bà hành bà chanh bà ớt. Hãy đến sức chơi rượu bia qua quá con gạo quá đã có cả khói thương. Hãy đến sương sự hận trương giúp đỡ nam mô quá đã quên sao rồi, đặt tiền tổ đi. Thầy nói gì tôi chưa nghe. Tôi biểu đặt tiền tổ. Ủa có đặt tiền tổ nữa hả thầy? Ủa chứ sao không, ai làm chùa vậy? Bao nhiêu vậy thầy? Để coi, 750,600. Trời đất ơi, gì dữ vậy? Nhiều đó mà nhiều gì. Thầy á, thầy lấy cho phần thầy á là có 600 lẻ thôi. Chứ còn 750,000 á là chi phí cho tổ đi taxi. Trời ơi, taxi đi đâu dữ vậy? Ra tới Vũng Tàu mới tới cỡ đó. Cho đây gần bên mà làm gì dữ vậy thầy? Trời ơi, khổ quá. Thầy ơi, hay là tôi mướn xe ôm được này?
cho nó bớt chút đỉnh nữa thầy. Đi sao ôm con bà chìm luôn á, không có vớt được đâu. Dạ thôi thầy ơi, thầy làm ơn thầy hỏi giùm bớt cho em chút đỉnh được không thầy? Trời ơi, bực mình ghê vậy đó. Dạ, hay là bây giờ thầy người khuất mặt khuất mày, không có ai nói thách đâu trả giá. Dạ thôi thầy làm ơn thầy tính chẵn cho em đi thầy. Chẵn là nhiêu? Dạ 50. Trời, 50 được không thầy? Trời, chẳng khôn dữ à, kiểu này chắc con bà chìm luôn rồi đó. Thôi được rồi, thầy đi à. Ê, thầy đi đâu vậy thầy? Đi hỏi coi vàng nhiêu chị. Dạ thầy khỏi hỏi, bữa nay vàng xuống giá rồi thầy. Rành quá ha. Dạ. Nếu vậy thì để tôi đại diện cho bề trên tính sao chị, được không? Trời ơi, một chỉ cũng 490 rồi thầy. Trời ơi, không bớt được chút đỉnh nào nữa sao thầy? Vậy thôi, yeah. Ê, khoan thầy ơi. Thầy ơi, em đành phải chịu. Em chịu tốn cho em, không có chịu ly thầy ơi. Biết điều với thần với thánh vậy là được. Nếu 6 triệu thì đó. Lọt cái trong tay ra đi. Khỏi mất công điếp. Trời ơi, sao thầy nhìn xuyên tâm liên dữ vậy thầy? Mắt thì sáng lắm. Trời ơi, lột ra mà chiếc nhẫn tôi đứt từng đạn ruột, sao mà nó chặt quá vậy nè. U da. Nè thầy ơi, coi chừng trầy vàng hết. Dạ. Đây. Ây chà, vàng hơi xanh ha. Dạ, vàng mua xe đó thầy. Vậy ha, cái này chắc đeo lâu rồi phải không? Dạ. Hèn gì, chu lét. Nhưng cũng được. Nghe hỏi nè. Dạ. Nhỏ tên gì ạ? Dạ nó tên Chuột, tuổi Tý. Ây chà, tên Chuột mà tuổi Tý đó ha. Năm nay 5 tuổi rồi, chà, hơi căng à. Dạ, căng là sao hả thầy? Căng là căng á, biết không? Mà không sao, để thầy ráng thầy coi cho. Nhưng mà nè, sao nhớ nghe, cái này là thầy dì Sáu đó nghe. Dạ. Thương dữ lắm đó nghe. Dạ. Mới tao lo cho đó, cho tuổi Tý mà giá này là căng lắm à. Dạ, xin thầy thông cảm cho em, nhà em nghèo, chồng em chết. Đó, tại chồng con chết tôi mới tới đó. Đó, đúng rồi. Thôi được rồi, quỳ xuống đi. Dạ. Để thầy làm phép, để tìm coi con nhỏ nó ở đâu. Bắt đầu nghe. Ra vô đó, bắt đầu cái vô liền, nhập liền vậy đó. Ủa sợ đá sợ hả? Hả mà là cô rút chắc cả tạc sợ không được sợ đá. Ôi ta sợ đá sợ đá. Úng mà là tà ma chạy hết, chạy la, chạy lết, chạy trối, chạy chết. Chạy hết rồi đi ta, bắt chúng mi bó vào ngâm rượu. Để nhậu la sai là sao cho mày biết ta. Nếu không thì chạy ca thì ta sẽ giết nha nghe. Hô giá. Ây da 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 da. Ây da 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 da. Lại đi rồi. Dạ lại, dạ lại. Ây da da. Hãy xì, hãy xì, hãy xì xấu xì xấu ngộ tại đi xảy ra sắp xì cô dành tổ xanh tổ đỏ tổ sản về đây ngăn cản ma quỷ liền chi phù hộ tên Chuột tuổi Tý bỏ trốn về đi ở đâu làm gì về đây cha mẹ đợi về đây cha mẹ dạ thưa thầy dạ thưa thầy dạ nó có mẹ chứ không có cha thầy ơi. Trời vô duyên quá làm mất hứng nữa nè. Trời ơi, nói cho nó có cha cho nó biết là sum họp gia đình đoàn tụ, nó về nó mừng, nó về lẹ quỳ xuống lại đi nhanh lên. Dạ lại Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ủng ba la ủng ba la. Đông phương hướng tôi chiến vàng chiến điện, chiến cảnh cao chiến lửa chiến hồi. Hãy mau về đây mà nhậu cho vui, rồi cùng thầy đi cái mười gia quyết. Ồ, biết. Lại đi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ồ, Tây phương hướng chiến chiếc kè hồng trồng, chim chì dôi hợp dưới chim sâu. Hãy mau về thầy dặn mấy câu, nếu chậm trễ ta nhốt đầu cả lũ. Hãy đi lại đi. Dạ, lại, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn Nam Phương Hướng bốn bức tường che kính đang chờ ông ở dưới công an. Hãy mau gom được bốn khối nhang vô khám ăn để mà đem lịch cho mày đem lịch. Hồ Biên ủa gì kỳ vậy thầy? Kẻ nào thằng nào hồn cây hay ngọn cỏ, ma nhỏ hay ma to, đang ở trong kho hay trong sống chén, dám to gan đến đây nhìn lén, mau xuất đầu, nếu không thì sẽ nát xương. Không hồn cây cũng không là ngọn cỏ, không ma nhỏ cũng chẳng ma to, không ở trong kho mà đang ở trong kẹt cửa, để ta nhìn xem kẻ gian hoa. Ê, thằng nào con nào, xuất đầu lộ diện.
xuất hiện giống phim kiếm hiệp quá. Ta, ta là ai mà sao che kín mặt mày? Ta là con của má ta. Má ta là vợ của tía ta. Tía ta là đàn bà, má ta là đàn ông. Vô duyên, nói ngược. Nói ngược sao? Ba là đàn ông, má là đàn bà hả bộ? Tại ba tía ta là BD, còn má ta là ô môi chứ. Ôi, đồ lãng xẹt. Đồ lãng nhá. Cái đồ lãng xẹt. Đừng có nói nhiều, ta muốn biết mặt nhà ngươi. Nếu muốn biết thì hãy nhìn đây. Trời ơi, rồi gặp nữa. Trời ơi, hổng hạp mà sao gặp hoài vậy trời. Ở đời ngộ lắm, ông hổng hạp tôi, chứ mà tôi rất hạp với ông. Nên chỗ nào có ông là chỗ đó có tôi. Thôi đi, đừng có khoác lác nữa, cái đồ nhiều chuyện. Ông nên nhớ rằng. Ta nhớ gì? Lần vừa qua, tôi đã nghĩ tình, mà tôi đây bỏ qua cho cái tội của ông. Rồi hôm nay, chẳng nghĩ sức mình, còn lệ thân Nga đến đây để mà phá hoại. Người trần gian họ yếu lòng vì đoàn mê tín, tin ông bài vẽ ra. Nhưng nào ngờ đâu ông đây chính là loài yêu ma phá tan cửa nhà người ta. Cái dầu dầu hay, cái dầu dầu sầu, cái dầu dầu sắc. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Gì tự nhiên cái gì không hiểu gì trơn trời. Trời ơi, tôi nói tôi còn không hiểu mà làm sao nhà ngươi hiểu được. Chỉ có những người ở dưới sông dưới nước mới hiểu, còn nhà ngươi trên bờ nhà ngươi không biết gì là phải. Vô duyên. Xúc phạm tới thầy là tới ngày tận số rồi, nghe chưa? Đừng có nói nhiều, có ngon ngào vô kiếm ăn em. Trời ơi, trời ơi. Nhà tôi đương đấu ghen mà. Tôi xin ai ông đừng có đánh lộn ở nhà tôi nữa. Trời đất ơi, sao kỳ vậy? Ủa sao nghe, sao đừng có cản tôi. Trời, tôi giận quá mà, nhào vô làm thần thánh bỏ đi hết trơn trời rồi nè. Để tôi dạy cho hắn ta một bài học, để bỏ cái tật ăn cơm nhà mà đi lo chuyện của người khác. Mày vô đây. Vậy đó. Mày coi mày qua đây. Vậy mà có hậu hơn người ta à. Cái thư lấy của người khác để đi làm tiền người khác. Phải rồi. Cái gì vậy mày? Nói vậy là ý gì vậy? Nếu chưa hiểu phải không? Bây giờ tôi hỏi ông nè. Vậy? Thằng chuột con của bà Sáu, ai là mẹ Miền? Mẹ Miền là gì? Mẹ Miền là bắt cóc nó đó. Trời ơi, vậy mà cũng hỏi. Thì Hà Ba bắt đó chứ ai? Hà Ba bắt. Trời ơi, cười kìa. Trời ơi, trời, ngang nít bị Hà Ba bắt mà cười, cái đồ ác độc. Nói chuyện mắc cười quá. Xin lỗi nha, cho mình cười miếng nữa nha. Cho đó. Trời ơi, cho cái cười liền. Thôi đi. Ông thầy ơi, coi kỹ coi phải Hà Bá trầu lên không? Coi mặt cười gần như Hà Bá vậy đó. Ý, không. Không phải Hà Bá. Cái này không giống Hà Bá. Hà Bá tôi có gặp mà, không có giống cha này. Cái mặt thằng cha này cười á, giống cái gì, giống cái con bí bo ở trong phim Phượng Hoàng Lửa. Được rồi, một chút xíu nữa ông sẽ thấy cái mặt ai giống con bí bo ở trong Phượng Hoàng Lửa ha. Cái mặt ông giống bí bo chứ ai. Bí bo. Bây giờ khoan, bí bo, cái chuyện bí bo để chút xíu nữa phân giải. Bây giờ nghe tôi hỏi tiếp nè. Rồi. Nếu như Hà Bá bắt thằng chuột á, ông nhắn ông có đem về được không? Trời ơi, xin lỗi nha, giờ cho cười lại. Hỏi câu nghe thừa quá. Đã là thầy thì phải làm được chứ làm sao. Trời ơi thầy, bộ đem con tu về được hả thầy? Được chứ sao. Được là phải được thôi. Thầy mà sao. Ê, nhưng mà vụ này tốn tiền dữ em nghe sao. Dạ bao nhiêu cũng chi hết trơn á thầy. Miễn sao con tu nó về được là tôi mừng rồi. Mà tốn bao nhiêu lận thầy? Bao nhiêu cả người ta. Mắc mớ gì tới ông? Ông có con bị chết đuối không mà hỏi? Tôi không có con chết đuối, nhưng mà mắc mớ tới tôi chứ. Mắc mớ nên tôi mới hỏi chứ. Mắc mớ gì tới ông? Mắc mớ gì tới ông? Đi chung khác chơi đi cha. Để người lớn người ta làm việc. Đi. Đồ con nít con nôi. Trời ơi. Quê bị đuổi mặt quê kìa trời. Trời ơi mà tốn chừng bao nhiêu vậy thầy? Sao đừng có lo. Người khác thì nhiều lắm á nha. Nhiều lắm á. Nhưng mà với xá thì thôi. Thân tình mà. Rẻ thôi. 4 triệu hả? Trời ơi. Trời ơi rẻ mà 4 triệu. Cười mẹ mày đuổi đi mà sao còn chui vô cười vậy. Cười vai cỡ vô duyên. Đi đi. Cười gì mà cười vô duyên quá. Thôi, bây giờ bắt đầu nói chuyện đàng hoàng nè. Mình kết thúc cái câu chuyện được rồi đó thầy Ba nha. Vậy. Bây giờ ông nghe tôi nói nè. Chính ông là cái người bắt thằng chuột chứ không có Hà Bá nào bắt cả. Không có xạo cả cha.
tôi không có xạo. Ông đã bắt thằng chuột, nhốt thằng nhỏ ở dưới ghe của ông, rồi bà vẽ tống tiền với bà Sáu, phải không? Ê, nãy giờ tôi nhịn nhiều rồi nha. Ông nên nhớ rằng mình là người lớn với nhau nha. Ăn nói là phải cho đàng hoàng nha. Ông nói tôi bắt con bà Sáu hả? Ai làm chứng? Ai? Tôi làm chứng. Ở đâu ra thà bá nữa vậy trời? Ông làm chứng hả? Nhưng mà ông là ai? Con mắt ông lòi xỉa, thành ra ông không biết tôi là ai. Ôi, mặt thà bá. Cho ông được biết. Ờ. Tôi là tổ trưởng ăn nên ở đây. Trời ơi, chết cha mồ tổ tôi rồi trời. Biết sợ rồi phải không? Được rồi, nghe đây. Chính ông này nè, đã đưa tôi xuống ghe của ông. Và tôi tìm thấy thằng chuột bị trói, bị bịt miệng, đang ở dưới ghe của ông á. Bà mẹ nó, thằng cha thầy này. Trời đất ơi, chú Hai ơi. Bố tìm được thằng con tôi rồi hả chú Hai? Dạ tìm được rồi gì sao à? Trời ơi. Bây giờ nó đâu rồi hả chú? Dạ tôi về phần thì bị đói, phần lại không ăn, nên bị ngất. Nên vợ chồng năm thịt heo đem em nó đi bệnh viện rồi gì sao à? Bà mẹ, thằng cha này nó tàn sát quá. Nó tàn ác với con tôi quá. Trời ơi, nỡ nào nó đem con tôi xuống rồi nó bỏ đói ở dưới. Cái đồ quỷ sống, cái đồ lường gạt. Lường gạt cho thầy bà cái con mẹ gì nè. Mày chết mà với tao đây nè. Đây nè, mày tao lết xuống. Đau. Nhẹ nhẹ, chết thầy sao? Chết thầy. Giờ này mà còn thầy bà hả mày? Thầy bà nè, tao chả vô bỏ mày nè. Úi da, trời, sức lo mũi. Úi da, đừng sao, nhẹ tay cưng. Nhẹ tay thôi cưng. Ê, chỉ vàng đâu? Đưa đây. Từ. Lẹ lên. Từ. Trời ơi. Từ, bình tĩnh. Hồi nãy còn gặm vô nữa. Nước miếng không ở trong này nè. Cái đồ lường gạt, cái đồ biểu cán. Giận mặt xấu. Ôi da, trời ơi. Giận mặt xấu lắm, ghê lắm. Từ. Bây giờ tôi phải đi thăm con tôi mới được. Con ơi là con, chuột ơi là chuột. Tôi nỡ lòng nào nó bỏ đói con tôi à. Mày đó nghe mày. Mày đúng là cái đồ hà bá nha mày. Mày mới thiệt sự là hà bá. Hà bá nè, hà bá. Dạ trời, quýnh hoài hò. Ngộ quá ơi. Trời ơi, làm ơn mà còn bị chửi nữa. Dạ cho tôi xin cảm ơn ông đã giúp chúng tôi vạch mặt và bắt được tên lường gạt có lệnh truy nã này. Ôi, ơn nghĩa gì chú ơi. Thấy chuyện phải thì làm thôi. Còn ông Ba Trà, hãy theo tôi. Vậy là từ nay đời tôi coi như hết rồi. Đi lẹ đi. Cha kia. Cha đúng là cái đồ. Đồ gì? Đồ hà bá. Chứ còn ai vô đây nữa.